Chào mọi người đã đến với video sách của mình. Ok, hôm ta hôm nay chúng ta sẽ làm gì? Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách để lấy súng nước anh em ở trong One Fruit Simulator. Thì cái việc đầu tiên anh em làm ấy thì hãy đi theo mình. Ok, bấm vào con này nha. Thì cái nhiệm vụ đầu tiên nó giao cho mình ấy đi lấy kem nha anh em. Thì nó cần 10 cây kem. Sau khi anh em lấy xong 10 cây kem bằng cách là giết mấy con quái quanh đây. Đây, anh em chỉ cần giết mấy con này cho tới khi thì nó có 5% drop. Trời ơi, khá là khó ra nha. Thì anh em cứ cố gắng farm là được. Đấy, sau khi đủ 10 cây kem anh em về lại đây và trả nhiệm vụ. Đó, sau khi anh em trả nhiệm vụ xong ấy, nhiệm vụ tiếp theo nó giao cho mình đó chính là đi kiếm 6 cái phao anh em. Ok, bây giờ thì anh em ra chỗ này đứng cho mình, sau đó đi tìm những cái phao. Ok, thì cái phao đầu tiên nó nằm ở bên này. Đây là cái phao đầu tiên nha anh em. Ok, thì đây là cái đấu trường. Thì anh em cứ đi thẳng cho mình. Đây, cứ đi thẳng cho mình. Thì nó nằm ở đây nha mọi người. Ok, thì cái phao tiếp theo nằm ở Alon Park nha mọi người. Thì anh em chỉ cần nhảy lên tới cái đỉnh cao nhất ở đây thì anh em sẽ thấy được cái phao ở đây. Đó, nó bám vào. Đây là cái phao thứ ba nha mọi người. Ok, đảo tiếp theo là đảo khỉ nha mọi người. Đây là cái đảo level bao nhiêu đây? À, 35. Thì anh em tới đây cho mình nha. Ok, bây giờ thì anh em hãy đi theo mình. Đi qua đây nha. Và đi tới cuối bên này luôn nè. Đó, bên này nha. Thì anh em sẽ tìm được cái phao ở đây. Đây là cái phao thứ 4 nha. Ok, còn hai cái phao nữa ở đâu? Let's go. Ok, thì địa điểm tiếp theo chính là nhà hàng trên biển Balatia nha anh em. Ok, thì việc đầu tiên anh em sẽ đi vào trong này cho mình và nhìn vô đây. Đấy, anh em sẽ thấy một cái phao như thế này ha. Thì đây là cái phao thứ 5. Ok, bây giờ mình sẽ đi tìm cái phao thứ 6. Let's go. Ok, thì địa điểm tiếp theo của chúng ta là đảo Hải Quân nha mọi người. Ok, thì mọi người hãy đi theo mình. Đấy, đi lên đây nha. Và sau đó đi đến hai cái tòa tháp màu xanh này và đi ra giữa. Anh em sẽ tìm thấy một cái phao cuối cùng. Đây. Đây là cái phao cuối cùng ha. Ok, thì tiến đến bước tiếp theo nào. Let's go. Ok, thì khi anh em đã thu thập đủ 6 chiếc phao thì anh em hãy quay về lại cái đảo Summer Event cho mình. Ok. Thì cái việc đầu tiên của chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ đi đến đây và nhận nhiệm vụ tiếp nha mọi người. Sau khi nhận nhiệm vụ xong thì nó bảo anh em giết 20 con quái. Cái con quái có tên là Summer Girl. Đây là 20 con nha anh em. Sau khi anh em đánh xong đủ 20 con Summer Girl, anh em sẽ quay về chỗ này và trả nhiệm vụ và nhận tiếp một cái nữa. Sau khi anh em nhận nhiệm vụ, nó bắt anh em tiêu diệt 15 con Doom Summer. Thì con Doom Summer đó ở bên này nha mọi người. Đây là những con Doom Summer, anh em chỉ cần giết cỡ 15 con thì anh em tới đây và nhận nhiệm vụ tiếp. Và sau đó lại tiếp tục giết những con quá như là mấy cái con bo này anh em. Đây, mấy cái con bo Summer này. Đây là những con Summer bo nha anh em. Anh em chỉ cần giết mấy con đầu chọc này là xong. Ok, thì nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta đó chính là đánh chết con boss. Thì con boss nó sẽ xuất hiện ở đây nha mọi người. Thì bao lâu đó mình cũng không biết nữa. Thì đây là một con boss rất là to nè. Úi rồi, quá phê luôn. Sau khi đánh bạn boss xong anh em xuống đây và trả nhiệm vụ. Và sau đó anh em sẽ được thưởng một khẩu súng nha mọi người. Đây là một khẩu súng nước. Bắn phải gọi là nó phê vãi nồi ra anh em ơi. Úi rồi. Thì đấy là những gì có trong clip hôm nay. Thì nếu anh em nào thấy thích video này hãy cho một like, share, đăng ký và nhấp vào cái chuông để không bỏ lỡ một video nào trong tương lai nha. Ok, thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Bye bye.